Wow, quý vị các bạn không thấy ở Mỹ có đẹp không? Wow, có cái chữ tiệm kem kìa, rồi tiệm mua gì vậy ta, rồi hả tiệm trần ở nhà thuốc tây, rồi trời ơi đầy đủ hết quý vị à. Có anh Việt Nam kìa, wow, nhìn mặt ngầu dễ sợ luôn. Hello anh, khỏe không anh? Đang làm gì đó? Dạ em mới qua Cali chơi, em quay mấy cái tiệm thôi anh. Mày biết mấy cái tiệm này thuộc về tao hết không? Dạ. Ủa vậy anh? Tao. Dạ dạ. Mày quay mấy cái rồi? Dạ nãy giờ em quay có 3 cái anh. 1 2. $300 mày thiếu tao, mày phải trả tao bây giờ. Hiểu không? Dạ. Không trả tao, tao cắt coi. Dạ dạ. $300. Dạ, để 3 tiệm phải không? Dạ dạ. 300 anh. $300. Dạ. Mắc quá vậy bớt không? Đúng. Quay cái tiệm của tao mày không trả tao hả? Dạ. 300. Dạ, 300 anh. Dạ. Lũ. Tao cấm mày quay tiệm của tao nữa nha. Dạ, dạ xin lỗi em. Nha. Dạ. Mà mới qua Mỹ mà bị hả cảnh vậy. Đủ thằng nó ngu chết luôn, đủ má nãy giờ tao quay 4 tiệm rồi con. Luôn như con bò vậy.